Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin tình. tình trạng mất tích cưỡng bức ở Việt Nam cực kỳ nghiêm trọng Ngày 29 tháng 8, tác giả Quốc Phương có bài Mất tích cưỡng bức diễn ra gần như thường xuyên và ngày càng nghiêm trọng ở Việt Nam Tác giả dẫn lời ông Y e. Quynh Buôn Đáp, một nhà hoạt động về nhân quyền người thượng từng bị mất tích cưỡng bức ở Việt Nam vài năm về trước chia sẻ gia đình rất hoang mang vì bản thân tôi bị họ cưỡng bức cũng như cách ly gia đình không biết tình trạng sức khỏe của tôi như thế nào bởi vì chắc chắn gia đình cũng đoán là tôi sẽ bị đánh đập cũng như là bị ép cung gia đình lúc đó chỉ biết gửi đồ thăm nuôi mà không biết là có tới hay không ngoài ra gia đình ông y lúc bấy giờ chỉ biết đợi tin từ chính quyền địa phương trong vô vọng vì những người ở cấp xã trả lời Chúng tôi không biết việc này là cấp trên làm. Và đây là hình bài trên RFA tiếng Việt. Ông Y Quynh Buôn Đáp, sinh năm 1992, từng có trú quán tại Buôn Cu E, xã Băng Ép huyện Công Ana, tỉnh Đắk Lắc, kể về những gì đã diễn ra trong thời gian ông bị mất tích cưỡng bức tại Việt Nam. Ông đã bị các điều tra viên đánh, bị đạp vào đầu, tát vào miệng để ép cung, ông còn bị những tù nhân khác tra tấn khi bị đưa vào buồng giam chung. Người giữ tay, người giữ chân, họ cho tôi ngồi ghế salon, một hình thức tra tấn, rồi dùng chân đá vào ngực và khai thác những thông tin của tôi để báo lại cho chính những người điều tra thụ lý án của tôi. Bị cáo buộc là đòi ly khai và thành lập quân đội, thành lập nhà nước riêng. Cuối cùng, ông Y Quynh quyết định trốn thoát khỏi Việt Nam sang Thái Lan cách đây tròn 5 năm. Tác giả dẫn lời một cụ tù nhân lương tâm, nhà báo, blogger điếu cày Nguyễn Văn Hải cho biết Tình hình này rất nghiêm trọng, tôi bị xử hai lần và cả hai lần trong quá trình điều tra cũng bị giam giữ mất tích. Lần thứ nhất là mất một năm và lần thứ hai là mất hai năm. Còn các anh em khác, hầu hết các anh em đấu tranh dân chủ đều bị như vậy hết. Nói chung là không có luật sư tham gia trong quá trình điều tra và trong quá trình bị giam giữ, tôi phát hiện ra là tất cả những tù hình sự đều như vậy. Và nói chung, cơ quan điều tra như là vua ở trong trại giam, họ ra lệnh gì thì trại giam làm cái đó, cấm thăm gặp và trại giam không cho thăm gặp. Gần đây có anh Nhật Quỳnh, tức blogger Nhật Quỳnh đã mất tích tới 3 4 tháng rồi, không thấy gì cả anh em cũng tìm cách đi tìm mà tìm kiếm không ra, không biết nơi nào bắt và bắt bao giờ. Và đây là hình anh Nguyễn Bảo Tiên, người vận chuyển sách của nhà xuất bản tự do, đã bị mất tích cưỡng bức 18 tháng từ tháng 10 năm 2019 khi anh bị bắt đến tháng 5 năm 2021 khi công an tuyên bố khởi tố anh. Blogger điếu cày kể thêm trường hợp của Phan Kim Khánh. Sau khi xử sơ thẩm, Phan Kim Khánh có kháng cáo nhưng trại giam không chuyển đơn kháng cáo đi và cuối cùng họ bỏ luôn phúc thẩm không xét xử phúc thẩm. Tác giả tiếp tục dẫn ý kiến của cụ tù nhân Lương Tâm, luật sư nhân quyền Nguyễn Văn Đài cho rằng ở Việt Nam, những năm trở lại đây, tình trạng mất tích cưỡng bức diễn ra rất phổ biến. Ông Đài nêu ví dụ điển hình về trường hợp của ông Đường Văn Thái bị bắt cóc từ Thái Lan từ tháng 4 cho tới tháng 7 năm 2023, gia đình của ông Đường Văn Thái tại Việt Nam hoàn toàn không nhận được bất kỳ một thông tin nào về ông. Luật sư Đài cho biết thêm, trong suốt thời gian bị mất tích cưỡng bức, gia đình và luật sư của người bị bắt hoàn toàn không biết bất kỳ một thông tin nào về tình trạng sức khỏe, rồi tất cả mọi thứ hoàn toàn không biết. Ngược lại, người bị bắt cũng không biết được thông tin của gia đình và bên ngoài như thế nào luật sư đài đề xuất một số việc cần phải thực hiện để đối phó với tình trạng này đó là khi gia đình thấy người nhà của mình bị mất tích và các cơ quan chức năng không trả lời thì cần phải phối hợp với luật sư gửi đơn khiếu nại lên tất cả các cấp của việt nam sử dụng tối đa những phương tiện trên mạng xã hội để lên tiếng gây áp lực buộc những cơ quan đang giam giữ cưỡng bức người mất tích phải lên tiếng phải cung cấp thông tin đồng thời phải phối hợp với những tổ chức đấu tranh bảo vệ nhân quyền quốc tế, chính phủ của các quốc gia quan tâm tình trạng nhân quyền của Việt Nam. Chỉ có sự phối hợp mạnh mẽ từ phía gia đình của nạn nhân, giới luật sư ở trong nước, cùng với các tổ chức quốc tế và chính phủ các nước thì nó mới giảm thiểu tình trạng này ở Việt Nam. Tác giả cũng dẫn quan điểm của luật sư Ngô Anh Tuấn cho rằng mất tích cưỡng bức là sai trái Luật pháp của Việt Nam và luật pháp quốc tế, các công ước quốc tế mà Việt Nam tham gia hoàn toàn không cho phép những hành động tương tự như vậy. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin. Tình, tình trạng mất tích cưỡng bức ở Việt Nam cực kỳ nghiêm trọng. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên YouTube và Facebook của Thời báo chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới. Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Liệu nhân quyền ở Việt Nam có được cải thiện qua chuyến thăm của Tổng thống Biden? Ngày 30 tháng 8, báo đất Việt có bài Phạm Đoan Trang được cho đi Mỹ làm quà cho chuyến thăm của Biden của luật sư Lê Quốc Quân. Luật sư cho biết, kể từ những năm 1990, trong các cuộc đàm phán về quan hệ Việt-Mỹ, vấn đề nhân quyền luôn được nhắc tới. Thông thường, trước khi có một sự kiện hợp tác lớn hoặc chuyến thăm của các lãnh đạo cấp cao, phía Việt Nam đều thả một vài tù nhân lương tâm để coi như là một món quà nhỏ. Tuy nhiên, thông lệ đó gần đây không còn được lặp lại một cách xứng đáng. Và đây là hình bài trên báo đất Việt. Luật sư nêu giả thuyết, quà của Việt Nam cho cuộc gặp lần này, nếu có, chỉ là một tù nhân lương tâm nào đó, có thể là Phạm Đoan Trang được thả hoặc ai đó được đi ra nước ngoài. Tuy nhiên, luật sư nhắc nhở, cần phải nhớ rằng Việt Nam có thể thả một người và sau đó bắt lại hai đến ba người. Ví dụ như thời điểm của Anthony Blinken, ngoại trưởng Mỹ đi thăm Việt Nam, gia đình chị Phạm Thanh Nghiên được lên đường đi Mỹ, nhưng chỉ trước đó 1 đến 2 ngày, YouTuber Thái Văn Đường bị mất tích tại Thái Lan và sau đó xuất hiện ở nhà giam Việt Nam và bị truy tố theo điều 117 Bộ luật hình sự. Luật sư nhận xét, những tuyên bố về nhân quyền trong các chuyến thăm cũng không còn được mạnh mẽ. Các nhân viên đại sứ quán trước đây thường công khai gặp gỡ và chụp hình chung với những nhân vật bất đồng chính kiến. Nhưng gần đây, họ ưa thích một buổi ăn trưa riêng tư nhằm tìm hiểu thông tin và tìm cách an ủi hơn là sự khích lệ. Danh sách khách mời trong những dịp như quốc khánh hoặc kỷ niệm lớn của các quốc gia phương Tây đã hướng về những nhân vật ít nhạy cảm hơn đối với chính quyền Việt Nam. Luật sư lấy dẫn chứng trong chuyến đi thăm của ông Obama Việt Nam chỉ chấp nhận một cuộc gặp gỡ với những người ôn hòa thuộc xã hội dân sự. Nhưng cuối cùng, những người Việt Nam không muốn cho gặp cũng không thể đến gặp. Tuy nhượng bộ như vậy, nhưng rồi các nhóm xã hội dân sự cũng dần dần bị bắt hết, mà ngôn ngữ ngoại giao về những vi phạm này vẫn không được cất lên rõ ràng. Ngay trong chuyến đi của Phó Tổng thống Hoa Kỳ, bà Kalama Harris vào năm 2021, Bà đã lòng vòng về vấn đề nhân quyền khi các nhà báo đặt câu hỏi. Luật sư cho rằng Mỹ có thể giảm nhẹ hoặc lờ đi những vấn đề nhân quyền với Việt Nam để sát cánh hơn nữa với Việt Nam trong một tầm cao quan hệ mới. Và đây là hình nhà báo, nhà hoạt động nổi tiếng, tù nhân lương tâm Phạm Đoàn Trang. Tuy nhiên, nếu như Hoa Kỳ rời bỏ những giá trị cốt lõi của mình thì người dân và ngay cả một số lãnh đạo của Việt Nam cũng sẽ đánh giá thấp, thậm chí gia tăng sự nghi ngờ với chính quyền Hoa Kỳ. Bởi họ nghĩ điều cốt lõi mà các ông vẫn có thể bỏ qua thì cũng có thể hy sinh những cam kết của mình bất cứ lúc nào. Luật sư Chua Sóc nói thẳng rằng không có những bước tiến nào về nhân quyền trước, trong và sau chuyến đi của Tổng thống Biden cấp quan hệ ngoại giao, đối tác chiến lược nếu được xác lập qua tuyên bố chung của hai lãnh đạo có thể có một số câu kiểu như chúng tôi cho rằng quyền con người là cần thiết để phát huy tiềm năng của người dân Việt Nam. Nếu có yêu cầu, Việt Nam tuân thủ các điều ước quốc tế về nhân quyền thì đồng thời cũng khẳng định rằng Mỹ tôn trọng chế độ chính trị và sự lựa chọn của nhân dân Việt Nam. Còn việc đi xa hơn như đòi hỏi Việt Nam thay đổi luật pháp, bãi bỏ điều 109, điều 117 hay 331 trong bộ luật hình sự, công nhận xã hội dân sự và công đoàn độc lập là điều bất khả thi. Thậm chí, một cuộc gặp gỡ giữa Tổng thống Hoa Kỳ với các tổ chức xã hội dân sự độc lập kiểu thời Obama cũng khó có khả năng xảy ra hoặc toàn gặp người của nhà nước. Luật sư bình luận thêm: Những đòi hỏi về việc trừng phạt, cấm vận hoặc bắt giữ đối với các cá nhân quan chức Bộ Công An Việt Nam vi phạm nhân quyền chỉ là những gợi ý trên lý thuyết của các nghị sĩ hoặc tổ chức nhân quyền. Dự luật nhân quyền cho Việt Nam H.A.3172 vẫn sẽ nằm chờ ở đâu đó trên bàn làm việc của các dân biểu lưỡng đảng cho đến tận sau chuyến đi rất lâu và rất khó thành luật về đường dài, việc gắn kết gần gũi hơn với Hoa Kỳ và các nước phương Tây có thể tạo nên được những nhận thức mới của lãnh đạo Đảng Cộng sản. Họ sẽ thấy rằng Mỹ và các nước phương Tây quan tâm đến an ninh khu vực và sự thịnh vượng chung, chứ không phải là một âm mưu dùng lá bài nhân quyền để lật đổ chính quyền cộng sản như họ thường tự nghĩ. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin liệu nhân quyền ở Việt Nam có được cải thiện qua chiến thăm của Tổng thống Biden hay không? Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên YouTube và Facebook của Thời Báo .đ để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới.